vua nhạc sàn, Lương Gia Huy vừa thông báo đảm nhiệm vai trò mới khi lấn sân sang kinh doanh bằng việc khai trương một đại lý máy lọc nước tại Hà Nội. Đồng thời, nam ca sĩ cũng đánh dấu sự kiện bằng một đêm nhạc hoành tráng. Đặc biệt, bà xã 9X Thủy Uyên cũng đồng hành cùng Lương Gia Huy trong dịp quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của anh. Trước đó Lương Gia Huy cũng đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp không chỉ thành công trong nghệ thuật mà còn cả những lĩnh vực khác. Nam ca sĩ tâm đắc điều này từ lâu và đã dành thời gian chuẩn bị cũng như tìm hướng đi cho riêng mình. Thời gian tới, Lương Gia Huy dự định mở tới 3 đại lý cho công việc kinh doanh của mình. Đầu tiên là ở Hà Nội, sau đó sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Thái Nguyên. Đây là một kế hoạch dài hơi mà Lương Gia Huy nghiên cứu từ lâu chứ không phải ý thích nhất thời. Dù bận rộn với vai trò mới, Lương Gia Huy cũng không bỏ quên nghệ thuật, điều đã đưa anh tới với tình yêu thương của khán giả. Nam ca sĩ chăm chỉ đi show, ra mắt sản phẩm âm nhạc mới chất lượng dành tặng người hâm mộ. Vừa qua, Lương Gia Huy cũng đã phát hành MV U40 với sự tham gia của nghệ sĩ Tiết Cương. Nội dung MV đơn giản, đầy chất tự sự, nói về cuộc sống của người đàn ông ở tuổi U40, vừa phát triển sự nghiệp, vừa gánh vác gia đình. MV nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, nhiều người thừa nhận đã rơi nước mắt trước những lời tâm tình chân thật như cuộc sống mà Lương Gia Huy đã hát. Ngoài MV mới, Lương Gia Huy còn dự định thực hiện album, phim ca nhạc và còn cả live show lớn vào cuối năm 2023. Nam ca sĩ hy vọng dù ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ được khán giả yêu thương và đón nhận.